thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì VN-Index cũng đã có một phiên tăng nhẹ 0,2%. Tuy nhiên sàn Hà Nội thì lại có chiều hướng đi xuống và các cổ phiếu chủ chốt thuộc ngành ngân hàng thì cũng đồng loạt giảm giá, chỉ trừ những cái ngoại lệ như là ngân hàng BIDV. Và hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn với anh Lâm Quốc Cường, là trưởng phòng môi giới của công ty chứng khoán MB, về diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Xin chào anh Cường, chúng ta thấy rằng là VN-Index cũng đã có một cái phiên hồi phục sau rất là nhiều cái phiên giằng co. Nhưng mà theo anh đó thì là cái xu hướng của thị trường chứng khoán nói chung cũng như là VN-Index nói riêng đó, trong cái thời gian sắp tới nó sẽ như thế nào? Nó có phải là xu hướng tăng chưa? Thưa chị Tú Đình, trong cái thời gian gần đây thì khoảng 2 phiên trở lại đây, chúng ta thấy là cái yếu tố tăng điểm của VN-Index nó có phần tăng, góp phần rất là lớn của cái cổ phiếu BIDV. Vâng. Và kéo theo đó là cái ảnh hưởng tích cực chung của nhóm ngành ngân hàng. Vâng. Tuy nhiên thì cái hiệu ứng này nó chỉ là cái hiệu ứng trong ngắn hạn liên quan tới cái vấn đề về khả năng các cái quỹ ETF sẽ bắt đầu review danh mục vào cuối tuần này. Đa phần các cái tín hiệu từ dòng tiền thì cho thấy là cái tâm lý chờ đợi vẫn đang chiếm đại đa số. Và những cái thông tin liên quan tới thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là việc Fed có tăng lãi suất vào cuối tuần này hay không, đó là cái yếu tố mà quyết định rất là nhiều trong cái quyết định đầu tư của nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Vâng, và cổ phiếu BID anh cũng có nhắc đến là được khối ngoại mua vào nhiều, và BID của ngân hàng BIDV cũng là một trong những cổ phiếu mà có thể nói là tăng rất là nóng trong vòng 4 tuần thôi mà tăng hơn 40%. Và chúng ta nói một cái câu chuyện rộng hơn đó, chúng ta thấy rằng là cái chỉ số chứng khoán thì cái mức tăng nó cũng không có phải là cao. Vâng. Nhưng mà có những cái cổ phiếu có thể gọi là tăng nóng trong cái thời gian vừa qua, coi như là có cổ phiếu tăng đến 60% luôn. Vâng. Như vậy thì theo anh rằng là những cái cổ phiếu này lý do vì sao lại tăng nóng, và những nhà đầu tư mà đầu tư vào những cổ phiếu này, ví dụ như BID hôm nay chẳng hạn, thì có dễ dàng gặp phải cái bẫy xả hàng của cái giới đầu tư hay không? Thưa chị Tú Trinh, về quan điểm cá nhân thì tôi cho rằng là việc tăng giá của những cái cổ phiếu đơn lẻ liên quan tới các kỳ review của ETF như hiện nay, thì cái việc mà tăng trần nhiều phiên liên tục có khả năng là sẽ đưa giá lên vượt quá cái mức kỳ vọng. Vâng. Và như vậy thì cái việc mà mua mới trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ có khả năng sẽ gặp rắc rối đối với cái việc mà chúng ta sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ cao. Vâng, thì ngoài cái việc là chờ đợi những cái kết quả review của các quỹ ETF cũng như là cái quyết định là có tăng lãi suất hay không của thị trường Mỹ, thì chúng ta cũng có những cái thông tin ví dụ như là dầu thì cũng đang rục rịch tăng giá trở lại. Vâng. Thì nếu như mà chúng ta nói ở một cái khía cạnh hẹp hơn, đó là cổ phiếu của nhóm dầu khí, thì theo anh là nó có triển vọng gì hay không? Thưa chị Tú Trinh, chúng ta thấy là giá dầu của thế giới cũng đã có vẻ như là đã tạo đáy quanh cái vùng khoảng tầm 38-40 đô la một thùng. Thì cái dấu hiệu tăng giá trở lại trong ngắn hạn của nhóm này tiếp cận vùng khoảng tầm 50 đang được cái giới đầu tư kỳ vọng là sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mới. Nhưng mà về quan điểm của cá nhân tôi thì các cái triển vọng của nhóm ngành dầu khí liên quan tới việc mà tăng giá dầu của thế giới có khả năng nó sẽ không có như kỳ vọng của nhà đầu tư được. Vâng. Như chúng ta thấy là cái kỳ vọng của nhóm ngành nó sẽ đi theo cái kỳ vọng về triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp. Trong khi đó với cái mức giá dầu hiện nay thì đa phần là sẽ tác động tiêu cực, và cái triển vọng nhìn chung của nhóm ngành dầu khí là sẽ không còn lạc quan như cái giai đoạn năm 2014 nữa. Cảm ơn anh rất nhiều vì những cái phân tích hết sức cụ thể vừa rồi. Vâng. Và kính thưa quý vị vừa tham khảo những ý kiến phân tích của anh Lâm Quốc Cường đến từ công ty chứng khoán MB, và hy vọng rằng quý vị sẽ có những tính toán hợp lý cho mình để thành công hơn trong việc giao dịch và cũng như đầu tư trong thị trường chứng khoán. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là phần tóm tắt lại các nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức chấp thuận sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam Southern Bank vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank. Sau khi sáp nhập, thì Sacombank sẽ thuộc top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản hơn 290.000 tỷ đồng. Các quyền lợi của khách hàng đều được đảm bảo. Thiệt hại do thiên tai gây ra trong 8 tháng đầu năm nay là vào khoảng 5.500 tỷ đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Thiên tai không chỉ khiến cho hơn 100 người thiệt mạng mà còn phá hủy hàng trăm ngàn hecta lúa, hoa màu và làm chết hàng ngàn con gia súc gia cầm. Thị trường bất động sản sau ngày mở cửa cho người nước ngoài từ ngày 1 tháng 7 đến nay thì vẫn chưa ghi nhận được sự thay đổi đáng kể nào. Theo các chuyên gia thì nguyên nhân chủ yếu là do chưa có hướng dẫn triển khai cụ thể nên cả khách lẫn chủ đầu tư vẫn còn một số vướng mắc chưa thể giải quyết.
Sau một cuộc bỏ phiếu kín trong nội bộ của đảng Tự do nước Úc thì đã có thủ tướng mới là ông Malcolm Turnbull thay thế cho ông Tony Abbott. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng chào đón thông tin này. Mặc dù vậy thì thủ tướng mới vẫn được một số chuyên gia kỳ vọng là sẽ giúp cải tổ nội các, đưa nền kinh tế nước này khôi phục lại sự ổn định. Hôm qua, chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ bơm khoảng 20 tỷ ringgit, tương đương với 4,6 tỷ đô la Mỹ vào thị trường chứng khoán. Đây được coi là một động thái lấy lại lòng dân sau vụ cáo buộc tham nhũng xảy ra mới đây của thủ tướng Najib Razak. Thị trường chứng khoán Malaysia đã tăng điểm sau thông tin này. Và thưa quý vị, phần tóm tắt vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày 15 tháng 9 hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ghé trang YouTube của FBNC để có thêm các thông tin và các video của các chương trình trên kênh FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại bất kỳ chương trình đã phát của chúng tôi tại kênh YouTube FBNC. Đến đây thì Tú Trinh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.